hai đứa mình nè, trai chưa vợ nè, gái chưa chồng nè, đó đường đường chính chính quen nhau mà tự nhiên cái lén la lén lút, ủa sợ gì đâu? Không phải là lén la lén lút mà bây giờ mình phải gọi là mình phải tìm cái thời cơ thích hợp. Giống như là bây giờ mình phải có một cái kế hoạch, anh hiểu không? Bây giờ mình làm gì mình phải có kế hoạch hết. Với một cái gia đình mà gọi là khó khó bình vững như gia đình của em á, thì em nghĩ là anh phải có một cái kế hoạch cụ thể với từng người một. Anh với hạ gục từng người một đó. Hạ gục từng người. Hạ gục từng người một rồi, anh lấy được trái tim của từng người một rồi đó. Lúc đó là chuyện của mình rất là dễ dàng luôn á. Trời ơi, sướng quá, trà sữa ở đâu ra vậy? Mình cứ nằm mơ không ta? Hồi nãy mình nói là mình ước có một ly trà sữa, mà bây giờ trà sữa hiện ra trước mắt mình. Không phải, vậy là không phải rồi, mình bị mộng du rồi. À mà không phải, mình không hề bị mộng du, tại mình đâu có ngủ đâu mà mộng du. Hy vọng sẽ có người mua bánh tráng cho mình ăn. Sen. Sao giờ này không có ai comment gì vậy trời? Không biết có ai đọc được cái này chưa nữa. Ừ ha, đúng rồi, sao nó vô được đây ta? Hả? Trời ơi, cái này là những fan hâm mộ em, cho em đồ ăn. Còn những anti-fan thì sao? Trời ơi, nó ghét em, nó đột nhập vô.